35 người chơi, 35 người cưỡi robot đánh nhau. Này cho lắm bị chính mới lắm đêm lên vào. Xong lại đường. Get ready. Okay, okay. Okay, okay. Cái game này nè. Cái game này là Vina In Robot Battle. Cưỡi robot đánh nhau đây. Một game sẽ có là 35 người chơi. Ui, đừng kia súng khỏe thế. À, mỗi thằng chỉ có một mạng thôi. À, mỗi thằng chỉ có một mạng em ơi. Chỉ một mạng thôi. Chết là ra làm game mới. Thằng nào sống cuối cùng thì top 1. Kiểu sinh tồn rồi. Get ready. Okay, okay. Okay, okay. À, thả rơi à? Cái game này rất là nhẹ, có 86 mê thôi. Nhất mình cài đặt có 86 mê. Nhẹ vãi đái luôn. Còn 10 thằng này. Ui, tàu lấy đâm mà có chết không? À, bắn được rồi. À, nó khỏe thế. Trong game chỉ có một cái kiểu chơi này thôi. Nên cũng rất là đơn giản. Nhưng mà vui. Xuống nữa khá là vui. Này, cái bản đồ này là để chúng ta chọn vị trí này. Đây. Chấm chấm để chọn vị trí này. Khi vào game chúng ta sẽ ở đâu này. Get ready. Đéo đủ người chơi quá. Okay, okay. Có 19 người. Ui, chúng nó khỏe. Chạy như con chó thôi.
chọn nào mà cho nó khỏe thế nhỉ? Mình yếu như con chó này. Bắn đéo lại. À, bốn. Nó đã được nâng cấp nhỉ. Tiêu hiểu kiểu gì luôn. Chưa. Giờ núp đâu đây? Núp đây cho có con quái này. Get ready. Okay, okay. Ui, được kiếm nó 8 kìa. Ui, đánh cái gì? Gặp là chạy đi chứ đánh cái gì? Ôi, cũng có vòng bo này. Ngon. Showdown. Còn hai thằng. Liệu được top 1 không đây? Cay nhỉ. Làm nào để nâng cấp được cái con robot mấy con người ta. Mình nhắc lại với anh em đây là tựa game Villian Robot Battle Royale. Đặt ở đây đi cho gần quái, mình đánh quái trước. Get ready. Okay, okay. Lồn má.
Cày vãi đây. Gặp đúng thằng mình lồn. Là ăn cỗ cái cục súng trước chứ. Bắn cho tan nát. Nát người. Làm cái mẹ gì đấy. Ok, tiếp tục nha. Game này chơi giải trí vui vẻ khá là ok đấy. Có điều là nó cũng không hấp dẫn lắm đâu. Vì nó đơn giản quá. Đơn giản quá nên là thấy nó cũng bình thường, không hấp dẫn. Không thú vị. Okay, okay. Mình yếu quá. Nó solo được cái thằng nào toàn phải chạy như chó. Team này đéo có người nó ghép team chán thật. Mình thì rõ yếu mà ghép toàn thằng mạnh. À, có robot mới rồi.
chơi thử con robot mới xem nào. Get ready. Okay, okay. Ở dưới bánh nhau đâu đấy. Thế đéo thấy thằng nào ta. Còn 3 thằng. Showdown. Má nó máy nó chơi dưới nước được, nó kéo bà mình xuống chứ. Đốt mình xuống nước cái đéo làm gì được. Điếm thế chứ. Lại đây. Get ready. Okay, okay. Chà rồi. Hỏa hút cho gần hết máu Gặp thằng nào để bắn nhau nhỉ? Con này nó chạy đâu hết rồi?
Hôm qua cái biển này á. Hôm qua con này.